Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hồi sáng sớm nay tôi có đưa clip tôi đi tới thầy Tám để thầy giúp tôi trị một số bệnh. Thầy đục đầu. Thì có những người gửi tin nhắn cho tôi. Tôi xin trả lời những tin nhắn đó. Thứ nhất, hỏi rằng là cho địa chỉ và điện thoại. Tôi đã trả lời nhiều lần rồi. Tôi không thể cho địa chỉ và điện thoại. Đây là trải nghiệm của cá nhân tôi. Tôi thấy thầy Tám này chữa trị cho người ta ở nơi đây không có lấy tiền. Không lấy tiền. Thầy chỉ nhận nếu có là găng tay và dầu để mà chữa cho nhiều người. Có thế thôi. Nếu mà như tôi thấy hôm tới nhà thầy, nhiều người tới nơi đây, ai cũng tới hết. Thầy không cách nào có thời gian, vì ai cũng có 24 tiếng một ngày thôi. Thầy không có cách nào có đủ thời gian để mà tiếp. Theo như ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí cũng cho tôi biết, cách đó không lâu thầy chữa bệnh cho nhiều người, thầy không có đủ thời giờ cho chính mình nên cũng đã có lần phải đi bệnh viện để mà vào nước biển thêm sức cho thầy. Nên các bạn mà cứ nói anh Hùng ơi cho địa chỉ điện thoại, làm sao tôi dám? Thầy sẵn sàng, nhưng mà tôi phải biết, tôi là người phải hiểu là không được. Tôi có chia sẻ chuyện này với ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí thì ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí nói Hùng làm đúng, không thể cho địa chỉ và điện thoại của thầy Tám ra ngoài vì thầy không có đủ thời giờ đâu. Thầy còn phải làm nghề nông, như tôi nói rồi, làm nghề nông sinh sống và thuê ruộng. Nên nếu mà ai cũng tới hết thì thầy không có làm phước nổi nữa. Nếu mà dành thời giờ làm rồi không có đủ tiền để mà nuôi gia đình, nuôi vợ, nuôi con, nuôi gì đó đâu có được. Nên các bạn, ai có duyên thì được gặp. Duyên đó thì tôi cũng nói rồi, ở An Giang đó, ai tìm được thầy thì người đó được duyên. Thầy thì không cấm cản nhé. Thầy không cấm cản, nhưng tôi và ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí và những người bạn tôi nói phải giữ cho thầy. Nói rất rõ như vậy, thầy không cấm cản vấn đề đưa địa chỉ hoặc là điện thoại của thầy ra ngoài. Nhưng nếu làm như vậy, thầy không có cách nào mà đủ thời gian để chữa trị. Xin trả lời như thế để các bạn đừng làm phiền vấn đề địa chỉ và điện thoại của thầy Tám nữa. Câu hỏi thứ hai đó là làm sao tôi hay là ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí lại biết đây là một người tốt, đây là một người cứu đời như vậy, biết đâu được đây là một Võ Hoàng Yên thứ hai hay không, có học chung gì với ông Võ Hoàng Yên hay không? Xin trả lời, nếu mà thầy chữa trị lấy tiền thì tôi không nói. Đây thầy không lấy tiền, không lấy gì hết. Ai muốn chữa trị thì chữa trị. Ai muốn trải nghiệm thì trải nghiệm. Nói rằng là thầy làm đâu thì chắc là nghi ngờ mai mốt bệnh tật đủ thứ hết sẽ ra. Tôi xin trả lời, đó là duyên của mỗi người mà. Như tôi quyết định chọn thì tôi chấp nhận. Còn tôi thấy được như thế nào đó là chuyện của tôi. Tôi thấy sau khi mà như vậy lại tốt hơn, nên tôi mới quyết định tiếp tục. Thấy rằng là vui đã được đẩy ra. Tôi nói thí dụ thôi, kỳ trước mà đi xong về cơ thể nó như thế nào, tự tôi cảm nghiệm được. Tôi đi đại tiện hay tiểu tiện, tôi cũng thấy những cái gì đó mà tôi thấy nó ngạc nhiên đối với tôi.
Còn có phải là một gì đó như ông Võ Hoàng Yên hay không? Ông Võ Hoàng Yên thì nhiều vấn đề khác. À, mời ông ấy đi nói chuyện khác nhé. Còn đây là một người họ làm như thế, ai có duyên thì được. Tôi không có chủ trương là xiển dương việc mà đến với thầy, và tôi cũng không đưa điện thoại và địa chỉ của thầy ra ngoài. Ai có duyên thì được. Xin trả lời một cách rõ ràng như thế. Nên là nói rằng là ông này coi chừng giống như ông Võ Hoàng Yên. Thưa quý khán thính giả có quyền nghi vấn, có quyền đặt những vấn đề này, vấn đề nọ. Có quyền không đến đây nơi đây mà. Nhưng tôi cũng có quyền tin, có quyền trải nghiệm của tôi. Và tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ trải nghiệm thêm nhiều lần nữa, chứ không phải một lần này, thêm nhiều lần nữa, vì tôi thấy nó có hiệu quả với tôi. Chấm hết. Các bạn không tin đó là quyền của các bạn, nhưng tôi có quyền chọn lựa của tôi. Đó là trả lời cho câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba đó, bữa ăn thầy thiết đãi chúng tôi tiền ở đâu này nọ. Thưa quý khán thính giả, chúng tôi đã được chữa miễn phí. Bữa ăn đó là do gia đình của thầy đãi chúng tôi. Đãi chúng tôi thì rau quả là từ vườn của nhà thầy. Gia đình của thầy đi ra hoa hái, và cơm là thầy đích thân đi làm ruộng có. Đây là tôi nói là tôi được hưởng sái cái phước của nhà thầy. Tôi hưởng sái thôi. Nên tôi mới dùng cái danh từ là đi ăn trực nhà thầy. Không có tốn một xu cắt bạc nào hết. Nước thì nước lạnh. Hoa quả rau là từ vườn nhà thầy. Rồi gia đình thầy chế biến toàn là đồ chay thôi. Thầy có khuyên tôi, anh Hùng đi ăn chay đi. Tôi về tôi nói với Kim Ngân của tôi, tôi nể gia đình đó vô cùng. Ngưỡng mộ không có nghĩa là tôi ăn chay được. Tôi bây giờ mà đi ăn chay trường theo kiểu của nhà nó là chắc là tôi xỉu. Đồ chay lúc đó thì ngon thiệt, nhưng mà tôi không thể nào mà ăn chay kiểu đó được. Ăn 3 hôm 7 bữa là tôi sụp sức liền. Không cách nào mà tôi đi theo được hết á. Thầy có khuyên tôi, anh Hùng bỏ bia bỏ rượu thì đã khó rồi, giờ kêu ăn chay đi. Thầy nói đừng có uống cái chất cồn như là uống 7 Up Coca Cola. Nghe cái đó thì cũng không được. Bỏ bia bỏ rượu đi, ăn chay đi. Ăn chay đi, cơ thể nó tốt lắm. Tôi biết ăn chay là cơ thể tốt, nhưng mà tôi không ăn chay được, tôi phải thú thiệt như vậy. Cũng như ai đó nói là tôi ngưỡng mộ Sư Minh Tuệ thì đi theo Sư Minh Tuệ mà hành gì đó, hành Đầu Đà đi. Xin lỗi, ngưỡng mộ khác nhau với thực hành khác nhau. Tôi ngưỡng mộ việc ăn chay của thầy Tám và gia đình, nhưng tôi không có làm được. Ngưỡng mộ là một chuyện khác, ngưỡng mộ là phạm vi khác, thực hành là một phạm vi khác, hai cái khác nhau. Anh Hùng ăn chay đi. Dạ đó, nhưng mà không dám, làm sao làm được, thiệt như vậy. Tôi chỉ cần 3 hôm mà thiếu cái chất protein của thịt thôi là không có suy nghĩ gì được nữa hết. Cho nên hôm nay về không có thầy thì xin trả lời với thầy, không có ăn chay được. Không ăn chay trường được, ăn chay một vài ngày thì được. Nay ra ăn chay được một vài ngày thôi, nói trước nha, một vài ngày tức là 2 ngày, 3 ngày là tối đa. Sau 3 ngày no more, không có nữa, đó là nói thiệt. Giờ cơ thể của tôi đòi hỏi những chất đạm nhiều của động vật rồi. Xin lỗi thầy nhỉ. Thì trả lời là thầy đãi như vậy, tài chánh ở đâu? Có nhiều người đặt nghi vấn, đó là quyền của các bạn. Quyền. Nhưng trải nghiệm của tôi thì rõ ràng. Thầy làm nghề nông, gạo thì do gia đình thầy.
trái cây, hoa quả đồ gì là do vườn của thầy. Thầy đãi chúng tôi thì một nhóm người thôi, chứ không phải là đãi hết mọi người. Đãi hết mọi người thì nhà thầy sức đâu mà làm nổi được. Thời giờ làm, thời giờ làm rồi công mà đi hái cái rau á là cũng mất thời giờ lắm chứ. Rau với bông ăn được, những cái đó cũng có thời giờ. Nên là các bạn có quyền nghi vấn, nghi ngờ đủ thứ hết, đó là quyền của các bạn. Đặt những vấn đề tôi trả lời rất rõ ràng. Thầy không có lấy tài chánh của ai hết. Và đó, đãi một cái bữa như vậy đó thì là toàn là rau quả trong vườn. Rau quả trong vườn cũng như là gạo chứ vậy thôi. Ai đưa đến thầy cái gì đó, thầy không có nhận nha. Gia đình thầy không có nhận nha. Chỉ nhận những cái gì rất là nhỏ như là găng tay để mà chữa bệnh cho bệnh nhân, dầu. Hay là thấy mấy đứa cháu đó, trong nhà đó, thì tặng cho mấy cháu đồ chơi hay cái gì đó, kẹo bánh gì đó chút xíu thì được nha. Chứ không có nhận cái gì hết nha. Các bạn có quyền đặt nghi vấn, nhưng mà đừng có mà kích động thêm. Vì sao? Vì như thế đó là mình đụng tới một người, người ta có tâm tốt cho xã hội, và biết đâu được đây là một vị thánh nhân đó, thì các bạn gặt cái quả nó không có tốt đâu. Kích động lên như thế, tôi cũng xin trả lời rất rõ như thế. Và một lần nữa đó, tôi không thể cho địa chỉ và không thể cho điện thoại. Thầy không có cấm cản, nhưng tôi phải tự hiểu. Ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí cũng dặn tôi như thế. Có giận tôi bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng chịu thua các bạn thôi. Ai có duyên được thì tới thầy. Duyên đó tự các bạn biết. Thầy ở An Giang tôi chỉ nói vậy thôi. Ai biết được thì tới. Tôi đi qua phà thì đủ hiểu rồi. Còn cho địa chỉ thì no. Cho điện thoại thì no. Thầy có nhận gì của tôi từ hôm nọ tới giờ chưa? Dạ. No, không có một cái gì hết. Nhận từ tôi. Tôi nhận từ thầy rất là nhiều. Những cái bữa ăn như vậy tôi gọi là ăn chực. Thực sự đó, trong lòng của tôi là tôi muốn được hưởng sái ơn phước của nhà thầy. Nơi đây thầy rất là tôn kính Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, mà bên phía đạo Phật giáo Hòa Hảo vẫn tin rằng Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ là người gì đó của Đức Phật Thầy Tây An, tức là tái kiếp của Đức Phật Thầy Tây An chữa bệnh cứu người. Và Đức Phật Thầy Tây An là người mà để gì đó, cho nên Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ mới 18 tuổi tự nhiên biết rất là nhiều chuyện và giảng đạo và chữa bệnh. Và hiện nay theo tâm linh của bên phía Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ còn đang sống. Và Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ theo tâm linh của Phật giáo Hòa Hảo á, là người đang thể hiện những ân đức ở trong khu vực qua cái gì đó. Có nhiều người qua cái gì đó chúng ta mắt thường không thấy. Mắt thường không thấy. Thì trong lòng tôi nghĩ rằng là biết đâu được tôi may mắn được cái ơn phước của Đức Thầy qua Thầy Tám. Một người chữa như vậy, không tiền không bạc, ăn chay trường, rất tốt lành như thế. Tôi đã tới kính viếng nơi Đức Phật Thầy Tây An, và tôi cũng đã chứng kiến mộ của Đức Phật Thầy Tây An. Không có gì là cao mà chỉ để trống như là một gì đó là chưa có qua đời đâu. Rồi tôi cũng đã kính viếng tổ đình của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Thì hôm qua lúc mà đang ngồi ở trong nhà của Thầy Tám, tôi có một cái cảm giác thôi, cảm giác của riêng tôi thôi, là tôi được hưởng ân phúc của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, của Đức Phật Thầy Tây An qua con người của Thầy Tám. Đó là cảm nghiệm cá nhân tôi nhé. Vậy thì trả lời cho các bạn, ai có duyên được thì tới. Có thôi đừng hỏi tôi. Ai có duyên được thì gặp, không có duyên thôi. Đây là duyên, không có truyền bá gì hết. Đây là duyên.
và ai tin thì được, đó là chuyện của các bạn. Còn tôi được thầy chữa trị, tôi nói rồi, đau lắm. Lúc đó đối với tôi thầy Tám không có đẹp trai nha. Bây giờ thì sau đó thì ok, đẹp trai. Trước đó và sau đó thì đẹp trai, lúc đó thì đau. Ai chịu đau được thì cứ có duyên thì được. Thuốc đắng giả tật mà không đau làm sao mà trị cho tới nơi tới chốn được. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.